Xin chào quý vị các bạn, như vậy là mai thì là kết thúc chuyến đi Istanbul của chúng mình. Mọi người con đang nhìn chúng mình quay vlog. Vâng, đây là phong cách thời trang của Istanbul. Ngày vừa đó tôi lấy thời trang đi ra không biết đấy. Sao cảm nhận như thế nào? Cảm nhận thì mày ăn thôi, cảnh trời lúc nào đi cũng vui thôi. Lúc nào đi cũng vui, chứ không phải. À, đi với mẹ ăn thì vui hơn. Mẹ cảm nhận thế nào? Đi với mẹ vui hơn, bình thường thì cũng vui. Vui. Đây là vui. Đây là Intercontinental. Thì đây là cái bến bus. À, bác bus sẽ đi lên sân bay. Lời khuyên chúng ta là ở đây gì mày ăn? Không nên đi, không nên ham rẻ và bay ở cái bus xa. Vì sẽ mất một ngày để di chuyển. Nhưng con người vui vẻ đúng không? Tất cả chỉ vui vẻ. Mày ăn xấu quá nó không dám nói.